Xin chào tất cả quý vị. Tôi là người của công chúng nhưng cũng là người đàn ông. Với khối lượng công việc và thường xuyên di chuyển nhiều cho nên cũng cảm thấy nó mệt mỏi, thực sự là như vậy. Mất ngủ, chán ăn, đau lưng thì không thể tránh khỏi được. Nhưng rất may cho tôi đã tìm được một dược phẩm hết sức quý hiếm. Đó chính là gì? Vâng, chia sẻ ngay với tất cả quý vị. Đó chính là Jujin Nhật Bản. Chính là đây đã giúp mình tôi rất nhiều. Và nhân tiện đây thì xin chia sẻ với quý vị Jujin Nhật Bản. Đó là một trong những dược phẩm lớn nhất của Nhật Bản trong suốt 20 năm qua. Tôi chỉ là người trải nghiệm cái Jujin Nhật Bản, cho nên tôi muốn chia sẻ sản phẩm này đến với tất cả mọi người để chúng ta có thêm được năng lượng để tiếp tục cống hiến cho công việc và trong cuộc sống. Tôi năm nay 42 tuổi, làm công việc là lái xe khách. Mà lái xe khách đó, thì quý vị cũng biết di chuyển rất là nhiều. Ở đường gần thì cũng phải 2-3 tiếng. Kéo theo cái việc mà ăn uống sinh hoạt của tôi nó cũng không có điều độ. Thành ra sức khỏe của tôi nó xuống rất là nhanh. Đi thăm khám thì dược sĩ có giới thiệu cho tôi một sản phẩm, đó là Jujin Nhật Bản. Cái Jujin này nó gồm 4 thành phần nhân sâm và các loại thảo dược lành tính. Theo lời của anh ta thì tôi sử dụng được 20 ngày, không bị thiếu ngủ nữa. Mà chóng mặt, say sẩm này nọ cũng đã giảm hẳn. Cho nên quý ông nào mà có cái tình trạng giống như tôi như vậy đó thì hãy nên sử dụng loại Jujin Nhật Bản này một lần đi. Đáng đồng tiền mình bỏ ra lắm đó. Vấn đề của đàn ông là do suy thận gây ra. Jujin đến từ Nhật Bản, bổ sung đủ năng lực cho đàn ông, được nhập khẩu từ Nhật Bản, bán chạy tại Nhật suốt 20 năm. Do lịch làm việc nhiều nên hao tổn sức lực cũng nhiều. Mỗi lần như vậy làm cho tôi ngày càng căng thẳng và rất lo lắng. Tôi cảm thấy phong độ đàn ông của tôi ngày nào cũng chẳng còn nữa. Không ít lần làm cho bà xã tôi hụt hẫng và không thỏa mãn, làm cho vợ chồng sinh ra mâu thuẫn hay cãi vã nhau không hạnh phúc. Nên giờ đây tôi phải tìm ra phương pháp để cải thiện. Trong đó có sản phẩm Jujin Nhật Bản. Nó có thành phần chính là của nhục thông dung. Thành phần là có ác chủ bài chính trong sản phẩm Jujin Nhật Bản này có công dụng rất tốt, đem lại sức khỏe cho cánh mày râu. Giờ tôi được sống như thời gian trẻ vậy, rất thoải mái, mạnh mẽ, năng động, trẻ trung. Thậm chí bà xã tôi vô cùng hài lòng và thỏa mãn mỗi đêm, không biết nói gì hơn. Nhân đây tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới Jujin Nhật Bản đã đem lại cho tôi được một sức khỏe như ngày hôm nay và cải thiện cho tôi, cứu gia đình tôi trong cuộc hôn nhân này được hạnh phúc hơn. Tôi xin cảm ơn. Jujin Nhật Bản thay đổi hiện trạng của anh, giúp anh tìm lại tự tin của đàn ông. Sau khi sử dụng sản phẩm Jujin của Nhật Bản, tôi đã làm được những gì mà vợ tôi mong muốn. Trong tuần đầu sử dụng, các triệu chứng như mệt mỏi, yếu, thời gian ngắn đã được cải thiện. Khi sử dụng một tháng đã đạt được hiệu quả hơn cả những gì tôi mong đợi. Bây giờ thì cuộc sống vợ chồng của chúng tôi được thỏa mãn. Chúng tôi thường cả đêm mặn nồng bên nhau. Sức lực của anh mỗi đêm bất tận. Jujin giúp tôi lấy lại phong độ đàn ông. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.